thiếu nữ tử vong do xe máy va vào giải phân cách. Hai nữ sinh lớp 6 bị đuối nước thương tâm. Bắt gã hàng xóm xâm hại bé gái 14 tuổi đến mang thai. Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Dân Việt. Thưa quý vị, nhờ lựa chọn bón phân NPK Lâm Thao, gia đình bà Chu Thị Oanh và nhiều nông dân ở xã Bằng Luân, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ chăm sóc bưởi luôn xanh tốt và cho trái ngọt dễ bán. Từ khi chuyển sang bón phân NPK Lâm Thao, bà Chu Thị Oanh và nhiều nông dân ở xã Bằng Luân thấy bưởi hồi phục nhanh sau thu hoạch và cũng sớm cho trái to, lớn nhanh và đều quả. Đến ngày thu hoạch, bà con có sản phẩm bưởi đẹp, ngọt hơn nên việc tiêu thụ cũng thuận lợi. Nhờ thế mà thu nhập của người trồng cây đặc sản này cũng tăng cao hơn trước. Chúng tôi cứ đến cuối năm là thu hoạch bưởi xong thì chúng tôi là bón phân chuồng và kết hợp với phân NPK đấy. Thì trong cái phân đấy thì chúng tôi bón thúc thì là nó vào cái thời điểm đấy thì nó khôi phục lại cái cây để cho nó phát triển, cái cây nó trở lại tốt hơn. Và tôi thấy là nó cũng trở lại cái cây xanh và nó cũng cây nó khỏe hơn. So lại phân khác thì tôi thấy phân của NPK của Lâm Thao thì tôi thấy tốt hơn các cái phân khác, vì như ví dụ như một số phân khác chúng tôi bón thí điểm mấy năm trước đây cũng lấy về bón, nhưng mà tôi thấy là cái hiệu quả nó cũng không được bằng cái NPK của Lâm Thao chọn được. Vì tôi thấy cái phân đấy là tôi thấy hiệu quả hơn, vì nó cây nó xanh, kể cả bón lúa cây nó cũng xanh và nó phát triển tốt hơn. Đối với cái phân NPK hàm lượng cao ấy, thì tập trung vào cái giai đoạn mà quả tích lũy dinh dưỡng, sau tầm tháng 5, tháng 6 trở ra là bắt đầu phải bón cái hàm lượng cao này. Khi bón hàm lượng cao này thì cái hàm lượng kali nó lớn thì giúp cho cái quá trình vận chuyển dinh dưỡng về quả được tốt hơn, thì từ đó là giúp cái khả năng tổng hợp cái lượng đường trong quả, thì chất lượng quả được nâng lên. Thì cách sử dụng thì đối với cái phân hàm lượng cao này chúng ta cũng nên bón tập trung và chúng ta chia làm nhiều đợt để giải nhỏ ra và tránh tình trạng nó là dạng muối, có thể làm xót rễ. Và hai nữa, khi bón nhiều một lúc thì dẫn đến hiện tượng rửa trôi và bay hơi. Thì trong cái tại mô hình này thì từ tầm tháng 4, tháng 5 trở ra thì bắt đầu chúng ta còn chia làm mỗi tháng, trung bình mỗi tháng chúng ta bón là một lần, và lượng bón cho một cây mà trên 15 tuổi thì bình quân khoảng 3 đến 5 cân NPK hàm lượng cao này cho một cây bưởi. Lễ đổi gác tại Ngọ Môn, Đại Nội Huế là một nghi lễ cung đình dưới thời Nguyễn, được phục dựng từ năm 2013. Nghi lễ này được diễn ra đều đặn vào lúc 8 giờ 30 sáng hàng ngày. Không gian diễn ra lễ đổi gác kéo dài từ kỳ đài đến Ngọ Môn và từ Ngọ Môn đến nhà hát Duyệt Thị Đường. Đến tham quan Đại Nội Huế, ngoài nhìn ngắm vẻ đẹp của thành quách cố đô, du khách còn được xem lễ đổi gác được tái hiện bởi các nghệ sĩ nhà hát nghệ thuật truyền thống cung đình Huế. Lễ đổi gác là một nghi thức quan trọng dưới thời Nguyễn. Theo cuốn Khâm Đinh Đại Nam Hồi Điển Sử Lệ, dưới triều Nguyễn, việc canh gác và thay phiên nhau của lính được quy định chặt chẽ. Phàm lính túc vệ ở cung cấm và lính thủ vệ ở các cửa tử cấm thành, hoàng thành đến phiên canh gác mà không gác đều phải phạt 60 trượng. Đem người không phải là lính túc vệ, thủ vệ mạo danh mình tự tiện thay thế với nhau, cả người đi thay thế đều bị phạt 100 trượng. Nếu là quan viên đều phải gia tăng nặng lên một bậc. Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố Đô Huế cho biết, một đội tham gia phục dựng lễ đổi gác bao gồm đội trưởng, quan võ, 12 lính ngự. Ngoài ra vì là lễ tái hiện nên có thêm dàn tiểu nhạc gồm 7 người đi cùng.
Nghi thức bắt đầu lúc 8 giờ 30 sáng hàng ngày, xuất phát từ ngõ Môn, sau đó đi qua lầu Ngũ Phụng. Tiếp theo đó, đội ra sau điện Thái Hòa đi một vòng tròn, sau đó quay về Duyệt Thị Đường và cách. Sau đó quay về Duyệt Thị Đường và kết thúc tại đây lúc 9 giờ sáng. Đội tiểu nhạc sử dụng bài Đăng Đàn Cung là quốc ca dưới thời nhà Nguyễn trong suốt thời gian diễn ra lễ đổi gác. Ngoài việc giúp du khách hiểu thêm về các hoạt động trong cung cấm của triều Nguyễn, hoạt động này còn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể của di sản Huế. Vào những sự kiện lớn như Festival Huế, số lượng người tham gia tái hiện lễ đổi gác sẽ được tăng để đội hình trông đẹp hơn. Mới đây, một vụ tai nạn xảy ra vào khuya ngày 11 tháng 11 trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, khiến thiếu nữ 15 tuổi tử vong và một người khác bị thương. Thời điểm trên, em PNMT, sinh năm 2007, ngụ tại tỉnh Cà Mau, lái xe máy biển số 65B2-50714, chở sau là LNH, sinh năm 2007, ngụ tại thành phố Cần Thơ, lưu thông theo hướng từ Cần Thơ đi Vĩnh Long. Xe máy do T cầm lái đến địa điểm trên đã va chạm vào dãy phân cách cứng. Sau cú va chạm, em T và H ngã xuống đường. T tử vong tại chỗ, H được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu. Qua kết quả khám nghiệm, T tử vong do ngạt thở và đa chấn thương. Sáng ngày 12 tháng 11, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi cho biết, trên địa bàn xã Bình Nguyên vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai nữ sinh lớp 6 tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ tối 11 tháng 11, Công an xã Bình Nguyên nhận được tin báo về việc nghi có người bị tai nạn đuối nước tại bể tràn, thôn Nam Bình 1, xã Bình Nguyên. Sau khi đến hiện trường, lực lượng công an xã cùng với người dân tiến hành tìm kiếm nạn nhân. Đến khoảng 20 giờ 30 phút tối 11 tháng 11 thì vớt được thi thể hai cháu Nguyễn Thị Kim My, sinh năm 2011, Nguyễn Thị Quỳnh Nhi, sinh năm 2010, cùng học lớp 6 trường Trung học cơ sở Bình Nguyên. Qua làm việc ban đầu với gia đình, nguyên nhân dẫn đến tử vong của hai nữ sinh có thể là do tai nạn đuối nước và gia đình không yêu cầu khiếu nại, khiếu kiện gì, mong muốn được an táng các cháu theo phong tục của địa phương. Sau khi hoàn tất thủ tục, thi thể của hai nữ sinh đã được người thân đưa về nhà lo hậu sự. Nguyên nhân xảy ra vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ. Thông tin từ Công an huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đăng Viện, 58 tuổi, trú tại xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Trước đó, ngày 11 tháng 11 năm 2020, Công an huyện Cẩm Xuyên nhận được tin báo của chị LTL, 43 tuổi, về việc gia đình phát hiện con gái NTT, sinh năm 2005, mang thai 21 tuần. Tại thời điểm đó, cháu T mới 14 tuổi 35 ngày. Gia đình gặng hỏi thì cháu T cho biết đã bị ông Nguyễn Đăng Viện xâm hại tình dục dẫn đến có thai. Tiếp nhận tin báo, xét thấy vụ việc có tính chất phức tạp, cơ quan cảnh sát điều tra, công an huyện Cẩm Xuyên đã tiến hành các bước điều tra xác minh làm rõ. Tuy nhiên thời điểm đó, ông Viện đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 4 tháng 11, công an huyện Cẩm Xuyên bắt giữ được đối tượng Nguyễn Đăng Viện khi người đàn ông này đang lẩn trốn tại tỉnh Đắk Nông và di lý về Hà Tĩnh để tiếp tục điều tra làm rõ. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đăng Viện đã khai nhận toàn bộ hành vi giao cấu với cháu T vào năm 2020 và quá trình bỏ trốn vào các tỉnh Tây Nguyên. Thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Long Biên đang xác minh điều tra vụ giả danh cán bộ công an để lừa đảo với số tiền lên tới gần 6 tỷ đồng. Công an phường Ngọc Thụy, quận Long Biên tiếp nhận đơn trình báo của bà D, 69 tuổi, trú trên địa bàn, về việc nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là đại tá công an. Trong cuộc nói chuyện, kẻ lạ cho hay bà D có liên quan đến đường dây mua bán ma túy và yêu cầu bà D phải cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để phục vụ điều tra. Tin lời, bà D làm theo hướng dẫn thì phát hiện tài khoản bị mất gần 6 tỷ đồng nên đến cơ quan công an trình báo. Theo Công an thành phố Hà Nội, thời gian qua, mặc dù đã có rất nhiều cảnh báo về thủ đoạn giả danh cơ quan công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng vẫn còn có người sập bẫy của các đối tượng.
đa phần nạn nhân là những người ít cập nhật thông tin xã hội báo chí. Để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương. Tuyệt đối không yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất. Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại.